nói thật lòng. Nhà họ Sở các người sở dĩ suy bại, không thể nào phát lên là bởi vì trưởng tôn Minh Hiên. Hắn lừa dối giết hại người, yêu ngôn hoặc chúng, ngăn chặn tài vận. Quả nhiên là chuẩn. Lão Phu, hôm nay nhất định phải đuổi cái tay tinh này ra khỏi nhà. Minh Hiên nó là con trai của Sở Nguyệt Duy ta, nó không phải là tam tai tinh gì đó, ngươi không thể đuổi nó ra khỏi nhà họ Sở, hồ đồ. Ông nội làm đại sự, không được mềm lòng. Vì Sở gia, trăm năm hưng thịnh, vứt bỏ một đứa cháu ruột, cho dù muốn lấy mạng già này của lão phu, lại có làm sao? Còn ngây ra đó làm gì, vứt tên tai tinh này ra ngoài cho ta. Hắn là ai? Đều cút hết cho lão tử. Cút đi. Kẻ nào muốn chết thì lên. Đều tránh ra cho lão tử. Con trai, ba đã đuổi kẻ xấu đi rồi, xem ai dám đuổi con nữa. Chúng ta đều ở đây, dám múa đao múa gậy ở trước mặt trưởng bối trong nhà. Đại ca, xem ra vị trí gia chủ này nên đổi người rồi. Á, ba, cho rằng ông đây không dám động sao? Vớ vẩn. Hiện tại Sở gia dựa vào ông đây mới tính. Còn ngây ra đó làm gì? Vứt cái tai tinh này đi cho ta. Con trai, ba, con trai. Hoàng Thiên Xích, Sở Ngọc Huy ta thề trước mặt các người, nhất định sẽ tìm lại con trai ta. Đừng khóc. Đây là tín vật của gia đình, nhất định phải giữ nó cho cẩn thận. Ba nhất định sẽ tìm được con. Con không sao chứ? Không được, phải đưa nó đến bệnh viện ngay. Tài xế, tài xế, dù thế nào ta cũng phải đưa đứa nhỏ này vào bệnh viện. Ngươi không cần mạng nữa à? Gia chủ, 15 năm rồi, lúc ông nội con còn sống ba không thể tìm con. Bây giờ ba nhất định sẽ tìm con về nhà. Gia chủ, chúng tôi có chuyện muốn nói. 15 năm trước lúc đưa thiếu gia ra ngoài, năm đó ta đã đưa ngọc bội nhà họ Sở ta cho thiếu gia. Trước đây khi lão gia còn sống ta vẫn luôn không dám nói. Lỗi của ta. 15 năm nay ngươi chuộc tội. Ngươi có tội gì chứ? Sở Tĩnh, anh là ân nhân của Sở Minh Hiên, là ân nhân của nhà họ Sở. Ngày mai, hãy phái tất cả mọi người trong nhà họ Sở đi tìm. Tôi nhất định phải tìm được con trai tôi. Ôi! Chậm thôi. Mẹ,
lưng của mẹ lại không thoải mái sao? Đều tại con, nếu không phải lúc nhỏ mẹ cứu con, sẽ không bị sốt cao. Người bị sốt là mẹ. Mẹ, giá mà con là người giàu có thì tốt biết mấy. Như vậy mẹ cũng không phải chịu khổ cùng con. Đây là bản tin thời sự. Ông trùm giàu có nhất đại hạ, Sở Nguyệt Duy, đã đăng thông báo tìm con trai trên đài này. Chỉ cần có thể cung cấp manh mối về cậu cả nhà họ Sở, có thể nhận được ít nhất 50 tỷ tiền thưởng. Được biết, cậu cả nhà họ Sở đã thất lạc cách đây 15 năm. Lúc đi lạc đang ở trong khu vực Đại Hà. Hãy điều tra. Cảm ơn anh bạn trẻ, không có gì. Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình hôm nay, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chương trình kỳ tới, có nghe thấy gì không? Tin tức nói rằng có một cậu cả nhà họ Sở bị lạc. Không biết là thứ gì? Chỉ cần biết manh mối là có 50 tỷ. Này nói xem, nếu tôi biết manh mối thì tốt biết mấy. Mẹ, con nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, mẹ hãy về nghỉ ngơi trước. Con sẽ thu dọn những thứ này. Hắc Hải đón một trận tuyết lớn, người mau xuống đây cho ta. Chị dâu ơi, chiếc xe này thật tuyệt, thật tuyệt. Ha 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 ha. Này, anh họ, có người, phía trước có người, người nào? Bố. Bố. Mẹ, mẹ không sao chứ? Ôi, anh Lâm, anh không sao chứ? Mẹ nhìn tôi làm gì, lái xe kiểu gì vậy? Anh Lâm, xe bị chảy sức rồi. Để anh xem. Mẹ kiếp, lão tử mới mua xe, các người nhặt rác ở đây. Mẹ kiếp, cả đời các người có đền nổi chiếc xe này không? Anh làm gì vậy? Anh bị mù à? Thấy có xe tới mà không biết tránh xa ra sao? Tôi và mẹ tôi đang dỡ hàng ở đó. Là các người tự lái xe không để ý đụng vào chúng tôi. Anh còn dám, ác nhân cáo trạng trước sao? Mẹ kiếp, nói bậy, chiếc xe này của anh bao nhiêu tiền? Để xem, hơn 100 vạn vạn. Cái vết sơn anh đụng vào đủ để bán mạng chó của anh rồi. Hơn 100 vạn tôi không có tiền. Mẹ kiếp, thằng nhóc gan to đấy. Dám đụng vào xe của anh báo tao. Anh báo. Anh thật sự là báo. Nói ai đấy? Tôi, Quý Xuân, hồi nhỏ anh thường giúp tôi làm bài tập. Chúng ta học cùng tiểu học, lúc đó anh còn không cao bằng tôi. Quý Xuân. À, ôi chao, Quý Xuân, ôi chao, thì ra là anh à, nhớ ra rồi, anh nhớ ra rồi. Không ngờ nhiều năm trôi qua, cậu lại sống tốt như vậy. Khá đấy. Mẹ kiếp, cậu chỉ là một thằng nghèo nói mau. Nói mau. Nói mau. Nói mau. Nói mau. Có nói không? Tôi nói. Tôi nói. Mẹ, thanh quản của bà ấy bị thương, bà ấy không thể nói được. Tôi cầu xin các người đừng bắt nạt bà ấy nữa, được không? Bắt nạt? Tôi bắt nạt bà ta? Không có a.
tôi bắt nạt bà ta sao? Không có a, Đại Phi. Cậu nói xem tôi bắt nạt anh ta sao? Không có a, đúng vậy. Anh em, mau mời cái cô này lại đây cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải bắt bà ta mở miệng nói xin lỗi báo ca của tôi. Đồ khốn, đụng tôi. Cút. Đừng đụng vào chúng tôi a. Đừng đụng. Mẹ a. A, Hạo ca. Hạo ca, xin lỗi. Cầu xin các người, tôi cầu xin các người, thả tôi ra, cầu xin tôi. Bây giờ tôi sẽ đi lấy tiền, nhà tôi ở ngay đó. Bây giờ tôi sẽ đi, anh muốn bao nhiêu cũng được, tôi sẽ lấy cho anh ngay. Đợi đã. Cậu nói, đây là nhà cậu a. Lại đây, lại đây, lại đây. Ai ha ha ha. Chàng trai à, cậu đúng là ngôi sao may mắn của ta a. Không cần cậu bồi thường nữa, đi thôi. Ha ha ha. Thật sự không cần. Đi thôi, đợi đã. Tiền thì không cần bồi thường. Nhưng căn nhà này thuộc về tôi. Này, ngài đừng đùa nữa, ngài muốn căn nhà rách nát này của tôi, ngài đùa cái gì vậy? Ta nói thật cho cậu biết, ta vẫn chưa chết, đúng chứ? Ta đã để mắt đến mảnh đất này của Mãng thôn, tên câm điếc này ta sẽ mang đi. Tối nay mang theo sổ đỏ đến Lạc Tâm đồ sát chàng tìm ta. Bọn khốn nạn này, ta liều mạng với các ngươi. Phế vật, nói cái gì? Từ Hiên, tao nói cho mày biết, tối nay trước 12 giờ, mang theo sổ đỏ đến Lạc Tâm đồ sát chàng tìm ta. Trễ một giây, ta sẽ lột da mẹ mày như lột da cừu. Đi. Ha 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 ha. Đây không phải là con trai của dì Cao, Từ Hiên sao, sao lại nằm đây? Mẹ, mẹ con đâu? Ai, Từ Hiên, rốt cùng đã xảy ra chuyện gì? Mẹ con bị người ta bắt đi rồi. Dì Cao bị bắt, đúng vậy, nhưng mà anh ta bắt người từ Mãng thôn, bọn họ không biết mãng đản của Mãng thôn từ đâu ra sao. Được, bà con, cầm vũ khí, đi cứu người, đợi đã, đợi đã. Từ Hiên, cậu nói rõ ràng. Mẹ cậu rốt cuộc là bị ai bắt đi? Tiểu Bưu. Của công ty Cường Thịnh. Bưu ca, đúng vậy. Nhà tôi còn có việc, tôi về trước đây. Chú Bưu, cái kia. Mẹ tôi hôm nay bị cảm, tôi về xem thử à, Đại Thông. Đại Thông, tôi đi xem thử đây. Chú à, chú, tôi cầu xin ngài. Tôi cầu xin ngài, cầu xin tôi sao? Đắc tội với Bưu ca, cũng như đắc tội với Diêm Vương. Chúng ta căn bản không thể trêu vào a. Cậu cứ nhận mệnh đi, chú Vương, chú Lưu. Tôi cầu xin các người, cầu xin. Tại sao? Mẹ tôi cả đời cần cù chăm chỉ, thật thà chân chất, các người còn muốn bắt nạt bà ấy, tại sao? A, tôi sẽ hủy diệt các người, tôi nhất định sẽ giết các người. Thả các người ra. Alo, anh, em đang học đây, sao vậy? Tiểu Cầm. Mẹ bị kẻ xấu. Cái gì? Tiểu Cầm, mẹ bị người ta bắt đi rồi. Tiểu Cầm, giờ anh đến công ty, anh bây giờ sẽ đi tìm bọn họ giải quyết ân oán. Nếu anh xảy ra chuyện gì, không thể quay về thì thôi, cầu xin em hãy tha thứ cho anh. Bán nhà đi, đổi thành phố khác, sống cho tốt. Trong thôn chúng ta, chỉ có mình em là sinh viên đại học. Nhất định đừng để bị anh liên lụy. Bây giờ anh sẽ đi tìm bọn họ giải quyết ân oán. Giết hết bọn chúng. Anh, alo. Cao công tử. Con, mẹ tôi bị người ta bắt đi rồi, anh trai tôi, tâm trạng của anh ấy hiện giờ cũng không ổn định, tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện, anh có thể giúp anh ấy không?
con trai tôi đâu? Không phải nói ngày mai sẽ xuất hiện sao? Gia chủ Minh Quân nói rằng cậu cả vì mẹ Cao bị bắt cóc, đã đắc tội với ác bá vương. Cậu cả đã phản kháng, một mình tôi không thể trả thù. Tập hợp tất cả mọi người trong nhà họ Sở đi cứu người. Dám động đến con trai của Sở Nguyệt Duy ta. Ta muốn hắn chết. Này, anh Cao, là em, Tiểu Bưu. Không phải anh nói muốn tìm một mảnh đất ở Thông Mãng sao? Em đã tìm được cho anh rồi. Đúng. Ngay tại nhà hỏa táng. Hợp đồng mua bán đã chuẩn bị xong, anh xem qua đi. Được rồi anh. Ha. Khóc lóc cái gì? Bà già. Khóc lóc cái gì? Sớm chuẩn bị xong rồi. Tôi nói cho bà biết, Bưu Mỗ tôi cho bà một cơ hội. Bây giờ bà ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng này cho tôi, đợi con trai bà mang sổ đỏ đến. Thì bà sẽ được tự do. Này anh em. Ý gì đây? Anh Bưu. Bà già chết tiệt này hình như không muốn ký. Tôi cho bà liều thuốc độc đấy, tin không? À, được thôi. Không ký chứ gì. Cứ việc. Này. Đổ vào cho ta. Anh Bưu, nồi lẩu này đang sôi, đặt tay vào. Tay đó còn ký được sao? Ngu ngốc. Bà ta không ký được, chúng ta còn có con trai bà ta. Buông ra. Ha ha ha. Ha 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 ha. Thả mẹ tôi ra. Được thôi. Bạn học cũ, tôi biết cậu sẽ đến. 11:57. Chậm 3 phút nữa thì tay mẹ cậu sẽ phế đấy. Ha ha ha. Thả mẹ tôi ra, thả bà ấy ra. Cầm chai bia uy hiếp ai đấy? Cậu tưởng cậu là ai? Sở thiếu gia à? Cậu có bản lĩnh đó sao? Thế này, tôi cho cậu 3 giây. Giết hắn. 3. Này, tôi lại chạy rồi. Đâm đi. 2. Ha ha ha. Đâm đi. Đâm đi. Cho cậu cơ hội mà cậu cũng không dùng được. Tại sao rõ ràng là các người lái xe đụng chúng tôi, tại sao còn bắt nạt mẹ tôi? Tại sao còn cướp nhà của tôi? Tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ, kiếm thêm chút tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi. Tại sao các người ép tôi? Tại sao? Vì mạng cậu rẻ mạt. Tôi bảo cậu đâm chết tôi mà cậu cũng không dám, không bắt nạt cậu thì bắt nạt ai? Được thôi. Chưa đến đoạn cao trào đúng không? Anh Lưu, thêm chút lửa cho cậu ta. Anh em, lột quần bà ta ra cho tôi. Ha 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 ha. Các người buông ra. Cậu, thật sự dám đâm, dám bắt nạt tôi. Một đứa cũng đừng hòng sống. Cậu có biết đất nhà cậu là ai muốn không? Tôi là anh Cao của công ty Cao Thị. Tôi mặc kệ hắn là ai. Tôi nói cho anh biết, anh Cao, hắn là ông chủ của công ty Cao Thị. Ở đây, hắn nói một là một. Không ai dám đắc tội với hắn. Tôi mặc kệ hắn là cái gì, đồ chó má anh Cao. Chỉ cần dám bắt nạt mẹ tôi, đều chôn. Khẩu khí lớn thật đấy. Cao ca, cứu tôi a. Chỉ là đi lấy miếng đất thôi. Sao lại ầm ĩ như vậy, xem phim a. Không phải, Cao ca, chính là thằng nhóc này. Nó không chỉ không giao đất cho chúng ta, còn làm Đại Phi bị thương. Tôi đã nói với nó, anh không dễ chọc vào. Nó lại càng hung hăng hơn. Thằng nhóc. Tức giận rồi sao? Bất quá, vào mùa đông lạnh giá này, vẫn chưa có ai dám động đến mạng của Cao ca tôi. Này lên cho thằng nhóc kia bài học.
thế thì đi chết đi. Mẹ à! Mẹ à! Mẹ, mau đi! Đi cùng con! Đi! Không đi được rồi! À! Giết bà ta đi! À! À! Mày, đồ chó má! Tao làm quỷ cũng sẽ không tha cho chúng mày, tao làm quỷ cũng sẽ không tha cho chúng mày, tao nhất định sẽ giết chết chúng mày. Dô, đến chết rồi mà miệng vẫn còn cứng như vậy sao? A Báo, giống như mẹ nó vậy, mãi mãi không mở miệng được. Mẹ. A. À. Mẹ. Mẹ bị thương rồi, đồ khốn. A. À. Các người đang làm gì vậy? Anh là ai à? Không thấy công ty Cường Thịnh đang làm việc sao? To gan thật. Anh không sao chứ? Không sao, em đưa mẹ đi trước đi. Mẹ, đi bệnh viện. Cao công tử, mẹ tôi, bà ấy. Các người bắt nạt một bà lão thành ra thế này. Đưa đến bệnh viện, không có vấn đề. Không có vấn đề. Thuận tiện. À, đưa đến bệnh viện. Cao ca. Không sao. Trong các người, ai đã ra tay? Đứng ra, tự sát đi. Khẩu khí lớn thật đấy. Vừa rồi chính là tôi ra tay. Thế nào? Mày. Mày tìm chết. Mày dám đánh tao. Tao không chỉ đánh mày. Tao còn phế mày. Khốn kiếp. Tao nói cho mày biết. Đại ca tao là Đao ca. Đao ca, cái này, nhìn bọn họ. Ai là đại ca mày? Mày quen anh ta sao? Quen anh ta sao? Ý gì? Cao công tử của công ty Cường Thịnh mà mày cũng không quen. Mắt chó của mày mù rồi sao? Công ty Cường Thịnh. Là công ty Cường Thịnh chuyên lấy đất ở Đông Thành đó sao? Người đâu? Kéo hắn ra ngoài, tát 100 cái. Để hắn cả đời này không nói được nữa. À. Không sao chứ? Cao công tử. Chỉ cần hôm nay anh giúp tôi lấy lại sổ đỏ. Bây giờ tôi sẽ đi theo anh. Đơn giản. Không phải chỉ là cái gì mà thỏa thuận chuyển nhượng sao? Ai? Nghe thấy chưa? Mấy người các ngươi, giao cái gì mà thỏa thuận chuyển nhượng đó ra đây? Quả không hổ danh là Cường Thịnh tập đoàn, cậu ấm cao. Cậu thật uy phong a. À. Tôi đã nể mặt cha cậu, đã cho cậu một ân huệ rồi, nhưng cậu là cái thá gì chứ? Hửm. Còn dám ra oai trước mặt lão tử. Này. Tôi được công ty Cường Thịnh chống lưng. À, tôi sợ chết khiếp. Tôi còn có người chống lưng. Ha 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 ha. Sớm chút nghe lời có phải là xong không? Ai lại gây rắc rối như vậy? Này đã hiểu luật nơi này là thế nào chưa? Luật. Tôi.
hiểu rồi. Đại ca anh nhìn xem con nhỏ đó thế nào. Chơi đùa nó vui lắm, con chó đó còn có thể chơi được thêm 3 tháng. A ha ha ha, cho tôi rồi à. Này, ha 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 ha. A à, anh. Cấm động đậy, đồ chó má. Ngươi chán sống rồi phải không, bỏ súng xuống. Tôi bảo ngươi bỏ xuống. Đá qua đây. Ngươi qua đây. Hừ. Ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không? Mẹ kiếp, bớt nói nhảm. Được, vậy ngươi đi đi. Đứng lại. Không được để hắn đi. Tôi sẽ giết hắn ngay lập tức. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám không? Thả hắn đi, thả hắn đi. Mẹ kiếp, ta bảo mày thả nó đi. Nghe thấy không? Anh. Em phải đi cùng anh. Em, đi mau đi. Nhưng anh, đi mau đi. Đi mau. Ha ha ha. Tôi đi, không ai được đuổi theo. Ai dám đuổi theo? Tôi sẽ giết hắn ngay lập tức. Mẹ, hãy tha thứ cho con. Kiếp sau con trai sẽ báo hiếu mẹ. Cậu ấm cao, phía trước là công ty bảo vệ Hoàn Sơn. Tôi nghe nói họ có thể thay người khác chủ trì công đạo. Bây giờ người có thể cứu anh trai tôi, chỉ sợ chỉ có họ, cô còn bảo tôi đi cứu hắn. Cậu ấm cao, tôi cầu xin anh giúp tôi lần cuối. Chỉ cần anh chịu giúp tôi. Anh bảo tôi làm gì cũng được. Được. Nhưng tôi nói trước. Tên bao ca đó dám ngang ngược như vậy, hắn ta nhất định có người chống lưng. Cho dù chúng ta tìm công ty bảo vệ Hoàn Sơn, cũng chưa chắc cứu được anh trai cô ra. Đây là hy vọng cuối cùng của tôi. Được, đi mau. Gia chủ, con trai tôi đâu? Cậu cả ở đó. Và chúng tôi đã điều tra rõ ràng, kẻ đã hại cậu cả chính là tên xã hội đen có biệt danh là Bao Ca. Hình như còn là ông chủ của công ty, Giao Ca. Cái tên hay ho. Dám bắt nạt con trai của Sở Nguyệt Duy ta. Ta sẽ cho hắn chết không toàn thây. Tiểu Cầm đã đi xa rồi chứ? A, a, anh Bao, anh không sao chứ? Vô dụng. Mẹ kiếp, tôi có thể có chuyện gì? Mẹ kiếp, dám uy hiếp Bao Ca, ta thấy mày không biết chữ chết viết như thế nào. Dù sao mẹ và em gái tôi đã đi rồi. Cho dù tôi chết ở đây. Cũng đáng. Bao Ca, anh muốn xử lý hắn thế nào? Ngươi nghĩ ngươi liều mạng để bọn họ đi, bọn họ có thể đi được sao? Điều động tất cả mọi người trong công ty. Thấy Cao Tiểu Cầm thì lập tức bắt lại. Không được. Người bắt nạt ngươi là ta. Có gì ngươi cứ nhắm vào ta. Nhóc con. Ta đã lâu không tức giận như vậy. Rốt cuộc là ngươi quá ngông cuồng. Hay là ngươi nghĩ ta không cầm nổi dao nữa. Em gái ngươi không thoát được. Ngươi cũng phải bảo vệ nó. Hôm nay lão tử cho ngươi sống không bằng chết. Động thủ. Thả ra, thả tay, thả ra. Lưu Y Sinh đâu? Lão tử muốn lăng trì hắn từng nhát một. Được rồi. Bao Ca, anh muốn làm gì? Lưu Y Sinh. Đến lượt anh rồi. Bao Ca. Y Sinh đến ngay. Ha ha ha, tao nói cho mày biết, cái tên này. Mẹ kiếp, dám đá lão tử. Tôi. Lại đây, ăn cho ông đây. Sảng khoái không? Lại thêm một chút nữa nào. Lại thêm một chút. Đồ chết tiệt. Đúng. Đó chính là kết cục của việc đắc tội với tao, biết chưa? Tao để cho mày sống không bằng chết. Tao không phải là Bao Ca của mày, dừng tay. Công ty an ninh Hoàn Sơn. Ta xem là ai. Gan to thật đấy. Dám đến Đông Thành gây sự. Anh, chúng em đến cứu anh rồi. Vị này là ông chủ tôn của công ty an ninh Hoàn Sơn An Ninh. Có ông ấy ở đây, anh nhất định sẽ không sao. Tiểu Bao A, à, cho dù người bên cạnh mày có giỏi đánh nhau đến đâu thì sao chứ. Hôm nay tao mời ông chủ tôn của công ty Hoàn Sơn đến đây. Trước mặt người này, mày chẳng là cái thá gì. Không ngờ mày lại có thể mời được ông chủ tôn của công ty Hoàn Sơn đến đây. Tao thật sự không biết mày là may mắn hay xui xẻo nữa.
ha 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 ha. Ai ai ai, tốt lắm. Đến lúc chết rồi mà còn dám cứng miệng sao? Ông chủ Tôn, ngài xem a, thấy chưa? Bọn họ thật là ngang ngược. Ngài mau, để bọn họ biết sự lợi hại của ngài. Tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao trước. Không, không, ông chủ Tôn, ngài tại sao lại đánh tôi? Ngài không phải nên bắt bọn họ sao? Tao đánh chính là mày. Nói cho bọn họ biết, tôi hình như cũng không làm gì sai a. Nói cho mày biết, không phải là 500 vạn sao? Tiền đâu? Làm sao bây giờ? Đi vay a. Ngài giúp tôi xử lý bọn họ. Đừng nói là 500 vạn, ngài muốn bao nhiêu tiền cũng được a. Bao nhiêu tiền cũng được a. Không sao, đừng sợ, đừng sợ. Cái gì cũng được. Vậy nếu tao nói tao muốn công ty của nhà mày thì sao? Ngài có ý gì? Ý của ông ấy là a, chuyển nhượng công ty của nhà mày cho tao. Các người, đúng, chính là chúng tao. Quên nói cho mày biết, tao ngoài biệt danh là Bao Ca, còn có tên thật, họ Tôn, tên Bao, gọi là Tôn Bao a. Ha 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 ha, Tôn Bao, Tôn Thành, ai? Chẳng lẽ, các ngài, không phải, ha 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 ha, ai ra, tên Bao Ca mà mày nói? Là họ hàng của tao. Ha 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 ha. Nói cho mày biết, sau lưng chúng tao còn có đại nhân vật chống lưng đấy. Cái gì? Sau lưng các người còn có đại nhân vật? Không sai, mày chỉ là một phú nhị đại nho nhỏ. Mày lấy gì để đấu với tao a? Ha ha ha. Sau lưng các người còn có chỗ dựa. Ai? Công tử. Hình như ngài vô tình biết được rất nhiều bí mật không nên biết a. A, chưa chết a. Chưa chết còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt hắn lại cho tao. Ai ai? Thả tao ra. Tiểu cầm. Ha ha ha, bọn súc sinh này, các người không sợ gặp báo ứng sao? Tốt lắm. Thế giới này nắm đấm cứng mới là đạo lý. Cái gọi là báo ứng đều là những kẻ yếu như các người tự an ủi mình thôi. Thế giới này không có bối cảnh, không có thực lực, chỉ có thể bị bắt nạt. Hiểu không? Lưu Y Sinh đến rồi. Lưu Y Sinh, hắn dám đối xử với tao như vậy. Được rồi. Tao làm gì? Mày đừng qua đây. Mày qua đây, mày muốn làm gì? Đao ca, anh nói xem là bắt đầu từ ngực đây hay là từ cánh tay đây hay là từ ba mày đây? Đậu má, mày thật sự không biết danh tiếng của Lưu Y Sinh tao sao? Phải không? Rơi vào tay tao, tao sẽ cắt mày thành từng mảnh, từng mảnh, cả heo chó cũng không bằng. Mày còn dám hung hăng với tao ở đây? Đừng thả anh trai tôi ra. Tôi cầu xin ngài, chỉ cần thả anh trai tôi ra, để tôi làm gì cũng được. Tôi cầu xin ngài. Không, thật sự cái gì cũng được sao? Ai ra, tuy rằng gia cảnh nhà mày không thế nào, nhưng phải nói là trông cũng xinh đẹp đấy. Tao thích cái này. Ai ra, làn da trắng nõn này sờ vào cứ như cỏ xanh vậy. Đồ súc sinh, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em gái tao, còn có tâm trạng lo cho người khác a? Lại ầm ĩ nữa, lão tử sẽ cho hắn nếm thử bão tuyết. Tôi đồng ý. Cần nhà, cần đất cũng không đủ. Bảo tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Tốt. Này, để lão tử thoải mái một chút. Đừng. Bọn súc sinh này, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Nhất định. Ta, Tiểu Cầm, tôi đoán. Tại sao? Tiểu cầm. Đừng. Tiểu Cầm. Dừng tay. Dám động đến con trai của Sở Nguyệt Huy ta. Tìm chết. Không phải ngươi, là cha của tên vô dụng này. Bà già bị đốt thành như vậy, đều mẹ nó chán sống rồi. Mẹ kiếp. Ngươi.
ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người. Hôm nay là đại thọ của ta. Đi ngang qua đây, không biết chuyện gì đã xảy ra. Không được. Hãy tha cho hắn một mạng. Ha. Ha ha. Con trai. Con thế nào? Con không sao. Cảm ơn ông đã ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, bác à, bác nói rõ ràng đi. Con trai, có lẽ là bác chưa nói rõ ràng, con là cậu cả của nhà họ Sở, con tên là Sở Hiên Minh. Cái gì, cậu cả nhà họ Sở? Con không quen, tôi là cha con, Sở Nguyệt Huy. Cái dây chuyền này là lúc con 1 tuổi, ta tự tay đeo lên. Đeo cái dây chuyền này là người quen của con. Vậy bây giờ con trả lại cho ông. Chúng ta không còn liên quan gì nữa. Con trai. Năm đó cha ta, cũng chính là ông nội con, đã bỏ rơi con. Từ khi ta trở thành gia chủ nhà họ Sở, ta lập tức sắp xếp người đi tìm con. Tìm kiếm suốt 20 năm. Bây giờ ông nói những điều này với con có ý nghĩa gì? Ông nói những điều này, có thể bù đắp cho những khổ nạn mà con đã trải qua trong 20 năm qua sao? Ta biết. Ta thực sự không thể bù đắp những khổ nạn mà con đã trải qua trong những năm qua, nhưng ta đảm bảo. Từ nay về sau, con là cậu cả của nhà họ Sở. Sẽ không còn ai dám bắt nạt con nữa. Được rồi. Con hỏi ông. Lúc con bị bỏ rơi, ông ở đâu? Lúc con và mẹ bị bắt nạt, ông lại ở đâu? Bây giờ mới bắt đầu nói những lời đường hoàng này. Biết cần đến con rồi. Nói cho ông biết. Con tên là Tề Hiên, cha con tên là Tề Tự Cường. Ông ấy đã mất rồi, mà hôm nay con suýt chút nữa chết ở đây. Hiểu chưa? Sở Đình. Tốt lắm. Con trai. Con nói đi. Con muốn chút giận thế nào? Chỉ cần con mở miệng, con muốn bọn chúng chết thế nào cũng được, biết không? Hôm nay cha sẽ dạy con một đạo lý. Ở thành phố này, không có con đường nào mà nhà họ Sở ta không đi được, không có việc gì mà nhà họ Sở ta không làm được, càng không có người nào mà nhà họ Sở ta không giết được. Tôi không đi. Tôi không đi. Tôi không đi. A. À. Con trai, con nhìn cho kỹ. Ác nhân không trừ, hổ dữ sẽ gây họa. Chúng ta không thể nhân từ nương tay. Hôm nay cha sẽ giúp con nhổ tận gốc cái mầm tai họa này. Ông hiểu lầm rồi. Tôi, Tề Hiên, chỉ là nghèo túng, nhưng chưa bao giờ là kẻ hèn nhát. Bao ca, bao ca. Hôm nay ta nhất định phế cái chân này của ngươi. Là vì ngươi lòng lang dạ sói. Ta nhất định phế cái chân này của ngươi. Là vì ngươi bắt nạt người yếu thế. Không có nhân tính. Tôi không ra tay ngăn cản là bởi vì mày muốn leo lên cao. Tôi mới bị hành hạ đến chết. Còn có, cái chân cuối cùng này. À, bởi vì mày muốn cướp đoạt nhà của tôi. Có chí hướng như vậy, đại nghiệp bất thành tôi cũng có thể yên tâm giao Sở ra cho hắn. Tề Hiên, cho tôi một cơ hội. Tất cả đều là lỗi của tôi. Cho mày một cơ hội. Lúc nãy mày sỉ nhục em gái tao. Mày có cho chúng tao cơ hội không? Mày đã quên mất tôi. Trở về. Bây giờ tôi chỉ muốn làm người tốt. Muộn rồi. A, à, lên đường gặp Diêm Vương đi. Chuyện của anh trai mày, giải quyết xong ân oán giữa chúng ta. Có thể tính. Ha ha, tôi không muốn, tôi không thể. Tính. Nói. Nói. Cái đồng hồ quả quýt này. Nói, cái đồng hồ quả quýt này sao lại ở chỗ mày? Tôi không biết, đồng hồ quả quýt gì, tôi không biết. Ba, đây là cái gì? A,
Cái này là đồng hồ quả quýt a. Đồng hồ quả quýt. Ba, đây là đồng hồ quả quýt. Ai, đừng vội. Đợi con lớn lên, trở thành một người đàn ông thực thụ, có thể bảo vệ mẹ và em gái. Ba sẽ cho con, được không? Được, con nhất định sẽ bảo vệ tốt em gái và mẹ. Ngoan lắm. Đi chơi đi. Ba. 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 Tao hỏi mày lần cuối. Cái này sao lại ở chỗ mày? Cái này tôi mua được. Tôi không biết là của ai à? Rốt cuộc là chuyện gì? Năm đó ba tôi bị người ta đánh đến gần chết, ném ở cửa nhà. Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Từ đó anh trai tôi bỏ học, không bao giờ đến trường nữa. Hóa ra là vậy. Tao hỏi mày thêm một lần nữa. Mày nói hay không nói? Tôi nói. Đừng, tôi nói. Là Tề Tự Cường. Em họ. Nhưng Tề Tự Cường không phải do tôi hại chết. Tôi không biết a. Lúc tôi gặp hắn, hắn đã bị người ta hại chết rồi. Mày dám lừa tao, tôi không nói dối. Xác là do tôi đưa về, nhưng người không phải do tôi hại chết. Hắn. Hắn lúc đó tự mình đến tập đoàn Hứa Thị đòi nợ. Nhưng không biết bị ai hại chết. Lúc tôi đến, hắn đã là một cái xác rồi. Tập đoàn Hứa Thị. Cái tập đoàn Hứa Thị này hình như là tập đoàn địa ốc lớn nhất địa phương. Tên Bao Ca này cũng là thuộc hạ của hắn. Hắn chỉ là tên làm việc bẩn cho bọn họ thôi. Tao cho mày thêm một cơ hội cuối cùng. Rốt cuộc là ai hại chết? Đồ súc sinh. Không dám lừa ngài. Ngài tha cho tôi đi. Ha 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 ha. Hắn quả thật không đáng để thương hại. Nhưng mà đã có manh mối, tôi sẽ lần theo dấu vết, tìm ra kẻ đã hại chết ba tôi. Tôi nói đều là sự thật. Ngài thả tôi đi. Bây giờ tôi không dám đắc tội với ngài nữa. Ngài thả tôi ra. Mày có biết những gì tao nói trước đây cũng là thật không? Tao nói muốn trừng phạt mày thì nhất định sẽ trừng phạt mày. Đừng, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Đồ súc sinh. Cái tập đoàn Hứa Thị này rốt cuộc là thế nào? Thật ra lúc đó Sở gia chúng tôi cũng có ý định giúp đỡ người Mãng thôn, chỉ là gia gia cảm thấy Tiểu Hồ Nha dù sao cũng là con cháu của tôi, nên đã từ bỏ việc hợp tác với tập đoàn Hứa Thị. Nói cho cùng, chúng tôi và Hứa Thị tập đoàn này là địch không phải bạn. Alo. Cái gì? Anh, mẹ ngất xỉu rồi. Mẹ tôi xảy ra chuyện rồi, lập tức sắp xếp người cứu mẹ tôi. Tôi lập tức đi ngay, lần này. Lập tức đưa đại thiếu gia đến bệnh viện tốt nhất. Vâng. Đừng, đi a, đừng đi. A. Thiếu gia đã đưa tên Bao Ca và cậu ấm cao của công ty Huy Hoàng, cũng đưa đi thẩm vấn. Theo lời bác sĩ nói, bà cụ ngất xỉu chỉ là do kích động tâm lý trong thời gian ngắn. Phải không? Tốt nhất là như vậy. Nếu mẹ tôi có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng chuyện trước đó. Uy phong thật đấy. Quả nhiên là xuất thân từ tầng lớp bình dân. Đồ nhà quê. Gặp trưởng bối cũng không biết chào hỏi. Trưởng bối. Hắn là ai? Vị này là Trần Kiến Gia. Sau khi mẹ cậu mất, ông ngoại lại ghét bỏ con thứ, nên đã sinh ra nhị phu nhân. Sau khi nhị phu nhân mất, ông ngoại vì muốn trong nhà có trưởng bối dạy dỗ con cái, nên đã gọi em gái của nhị phu nhân đến. Theo bối phận, cậu phải gọi bà ấy là dì nhỏ. Dì nhỏ? Không thể nào. Làm gì có dì nhỏ nào như dì nhỏ. Nói đủ chưa? Như ngươi lúc trước đã không nên đồng ý cho anh rể vào nhà họ Sở, dì nhỏ. Cần gì phải tức giận với tên nhà quê này. Sở Minh Hiên, đây là dì hai, bà ấy và Trần Kiến Cường luôn phản đối. Là em trai, ai là em trai của ngươi? Sở Minh Hiên.
ta nói cho ngươi biết, gia sản nhà họ Sở chỉ có thể là của ta. Ngươi là một tên nhà quê mới được gia tộc đón về. Ta nói hai người, sao hôm nay vừa đến đã nhằm vào ta như vậy? Hóa ra là sợ ta tranh giành gia sản với các ngươi. Vậy ta cũng nói cho các ngươi biết. Thứ nhất, đã vào nhà họ Sở, thì những thứ thuộc về ta, ta nhất định phải lấy lại. Thứ hai, ta không gọi là Sở Minh Hiên, ta gọi là Tề Hiên. Ai dám tranh giành với ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Cậu cả vì chuyện của gia đình, hình như đã trưởng thành sau một đêm, trở nên quyết đoán hơn, uy nghiêm hơn. Hoàn toàn khác trước. Sở Minh Hiên, ta cũng lười nói nhảm với ngươi. Nghe nói hôm nay ngươi nổi hứng, ở thành Đông cùng người ta làm trò gì đó, là vì một bà lão phải không? Chuyện này thật không uy phong. Liên quan gì đến ngươi? Tề Hiên, nhà họ Sở chúng ta là gia tộc đỉnh cao ở thành phố này, không phải bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Ngươi xem ngươi bây giờ, vì một bà lão mà làm bản thân trở nên chất vật như vậy. Ngươi còn có dáng vẻ của một cậu cả gia tộc lớn sao? Hôm nay ngươi làm ầm ĩ đều là để cứu bà lão đó sao? Người đâu? Đi bắt bà ta cho ta, không cho phép ai cản trở. Ngươi dám? Sở Minh Hiên, ngươi đã vào nhà họ Sở thì phải tuân thủ quy củ của nhà họ Sở. Nhà họ Sở chúng ta làm việc có lý có cứ, sẽ không vì một bà lão mà cùng người ta làm trò gì đó. Nhị thiếu gia, người bên trong không phải người ngoài, là người đã nuôi nấng cậu cả mấy chục năm, là mẹ nuôi của cậu cả. Liên quan gì đến ta? Liên quan gì đến nhà họ Sở? Chỉ là một bà mẹ nuôi, thứ nhất không có quan hệ huyết thống, thứ hai không phải người nhà họ Sở, dựa vào cái gì mà phải điều động anh em nhà họ Sở đi cứu? Ngay cả con chó quý tộc mà dì nhỏ nuôi. Đang bệnh. Cậu cả, bình tĩnh, đây là bệnh viện. Quả nhiên là người sống ở tầng lớp dưới đáy. Ngoài nắm đấm và chửi bới, ngươi còn biết làm gì? Ta cũng lời nói nhảm với ngươi. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Vào bắt người, ta xem ai dám cản. Không nghe hiểu lời ta nói sao? Ai cản? Giết. Nhưng dù sao cũng là cậu cả. Đồ vô dụng. Sở Minh Hiên, ngươi nghĩ ngươi cản ở đây là được sao? Người đâu? Đi cắt điện bệnh viện. Ta xem không có điện, ngươi cứu người kiểu gì? Khuôn mặt của mỗi người các ngươi ta đều nhớ rất rõ. Chỉ cần các ngươi dám động, dám đi quấy rầy mẹ ta, ta nhất định sẽ điều động toàn bộ thế lực của nhà họ Sở, khiến cho các ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Uy phong thật. Miệng thì nói không coi trọng nhà họ Sở, thà đi theo tên nghèo hèn này cũng không chịu đổi họ thành Sở, lại sử dụng tài nguyên của nhà họ Sở để cứu người, còn lôi kéo cả nhà họ Sở ra để uy hiếp ta. Ngươi không thấy bản thân mình rất nực cười sao? Đừng nói nhảm với ta. Mẹ ta không thù oán gì với các ngươi, ta biết hôm nay các ngươi nhằm vào ta. Nói đi, rốt cuộc hôm nay các ngươi muốn gì? Đơn giản, đi theo tôi về Sở gia gặp lão gia tử. Chính miệng cậu nói với ông ấy, tự nguyện rời khỏi Sở gia, tôi đảm bảo sẽ cho người cứu mẹ cậu thật tốt. Hừ, hóa ra các người là vì chuyện này. Tề Hiên, cậu chẳng qua là đứa con hoang của anh rể tôi với một người phụ nữ nhiều năm trước, chưa từng ở Sở gia một năm nào. Mọi thứ của Sở gia vốn dĩ không liên quan gì đến cậu. Tôi hiểu rồi, loại người xuất thân thấp kém như cậu chỉ coi trọng lợi ích. Ba chữ Sở Minh Hiên. 280 vạn, tôi cho cậu 280 vạn. Cậu cút đi, tôi đảm bảo sẽ để cho cậu và mẹ nuôi của cậu sống nửa đời sau sung sướng. Anh là đại thiếu gia, nhất định không thể. Yên tâm, tôi chưa ngu ngốc đến thế. Ý gì? Ý tôi là, điều kiện các người đưa ra tôi không đồng ý. Mẹ tôi phải cứu, Sở gia, những thứ thuộc về tôi cũng phải lấy. Lòng tham không đáy. Tôi đã cho cậu cơ hội, cậu không biết quý trọng. Người đâu? Chặt đứt tứ chi, đại thiếu gia, phải ngăn hắn lại. Không cần. Đừng dãy dụa nữa. Người đâu, bây giờ lập tức gọi điện cho người phụ trách mẹ hắn, bảo hắn dẫn tất cả mọi người đến đây. Nhớ kỹ, là tất cả mọi người. Sở Minh Hiên, cậu muốn làm gì? Các người không phải nói tôi xuất thân thấp kém, hèn hạ, chỉ biết đánh đánh giết giết sao? Vậy thì vừa hay, hôm nay các người đừng hòng sống sót bước ra khỏi bệnh viện này. Cậu dám? Sở Minh Hiên, tôi tưởng cậu có bản lĩnh gì, cả ngày chỉ biết khoác lác. Cậu ỷ vào, chẳng qua là cầm tư, trúc đỉnh, bọn họ, không sai, trong số những người con cháu dòng chính của Sở gia,
Quả thật bọn họ luôn bất hòa với chúng tôi, nhưng dù sao bọn họ cũng là người của Sở gia. Giúp cậu đối phó với bọn côn đồ thì được. Nhưng cậu nghĩ, bọn họ thật sự dám quang minh chính đại đối đầu với bọn phú nhị đại chúng tôi sao? Cô nói không sai, bọn họ quả thật không dám. Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ để bọn họ đối phó với. Ý tôi là... tôi muốn tự tay giết chết các người. Tất cả đứng im. Tôi nói cho các người biết. Các người xuất thân cao quý. Có quyền có thế. Nhưng bây giờ, chỉ cần tôi muốn. Những quyền thế, tài phú mà các người tự hào. Sẽ biến thành tội giết người. Tôi liều mạng. Tôi nhớ cô đã từng nói. Sở gia là gia tộc hàng đầu của đại hạ. Tao thoát khỏi tội giết người chắc không khó đâu nhỉ. Tôi là nhị thiếu gia của Sở gia, Sở Minh Hiên. Cậu giết tôi. Sở gia sẽ không tha cho cậu. Ha 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 ha. Cậu cười cái gì? Tôi cười cậu ngu ngốc à. Cậu động não suy nghĩ một chút đi. Tôi giết cậu. Sở gia chỉ còn lại một mình tôi là con cháu dòng chính. Cậu nghĩ Sở Hữu Vi sẽ vì cậu mà đưa tôi vào tù sao? Được rồi. Bây giờ cậu có thể đi rồi. Sở Minh Hiên, cậu đừng làm bậy. Hắn là em trai cùng cha khác mẹ của cậu, là một mạng người sống sờ sờ. Tôi làm bậy. Lúc nãy các người dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi. Sao không thấy các người nói tôi làm bậy? Chẳng lẽ chỉ có mạng của Sở Chí Viễn là mạng? Mạng của mẹ tôi không phải là mạng sao? Anh à. Có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Đúng, chúng ta đi. Cậu bảo vệ hắn. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Tôi chơi trò chơi với các người. Vừa rồi các người không phải dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi sao? Vậy bây giờ tôi sẽ dùng mạng của mẹ tôi để quyết định cái chết của các người. Đây không phải là... mẹ tôi bây giờ đang trên bàn mổ. Bà ấy sống chết chưa rõ. Mẹ tôi nếu sống, mày được cứu. Mẹ tôi nếu chết, mày đi theo bà ấy. Không thể nào. Chí Viễn là nhị thiếu gia của Sở gia, là con trai duy nhất của chị gái, anh rể tôi, mẹ nuôi của cậu chỉ là một bà lão bình thường, sao cậu có thể trói mạng sống của bọn họ lại với nhau? Người có quy củ, nhưng mạng đều chỉ có một. Hơn nữa bây giờ dao nằm trong tay tôi. Các người không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Các người chỉ có thể cầu nguyện cho mẹ tôi sống sót. Hiểu chưa? Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Đúng vậy, thế nào rồi? Ông nói đi chứ. Ca phẫu thuật rất thuận lợi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ có thể bỏ dao xuống chưa? Chí Viễn, cậu làm gì vậy? Mẹ cậu đã sống rồi, tại sao cậu còn động thủ với Chí Viễn? Đồ điên. Loại người không biết điều như mày. Ta cho ngươi nếm mùi đau khổ. Để mày biết, sau này trước khi tìm ta gây phiền phức, hãy xem bản thân có đủ khả năng chịu đựng không. Sở Minh Hiên, mày đúng là đồ điên. Mày làm gì? Mày nói không sai, ta đúng là điên rồi. Nhưng là thế đạo này, là các ngươi đã khiến ta phát điên. Còn nữa, ta tên là Tề Hiên. Nếu còn để ta nghe thấy ba chữ Sở Minh Hiên từ miệng ngươi. Tề, cho ngươi nếm mùi đau khổ, lão tử chưa từng. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám sỉ nhục ta như vậy. Cậu cả, cẩn thận. Nhị thiếu gia. Ông chủ. Anh rể. Cha. Sao cha lại đến đây? Cút đi. Vừa rồi con đang làm gì? Nếu cha không đến, con định giết anh ruột của mình sao? Tên nhóc này, cha không thấy là hắn ta động thủ trước sao? Im miệng. Chờ đã. Người đâu? Đưa tên nghịch tử này về cho ta. Cấm túc. Không có lệnh của ta. Không được bước ra khỏi phòng nửa bước. Rõ. Mời cậu cả đi lối này. Tôi nói cho các người biết, tôi hận không thể giết các người. Dù sao ta cũng là cha con. Con nói cho cha biết,
cha con tên là Tề Tự Cường. Con có thể sống đến bây giờ là nhờ mẹ con và ông ấy vất vả nuôi con khôn lớn. 20 năm qua, ông đã làm gì cho con? Ông đã gặp con dù chỉ một lần chưa? Ông đã làm tròn trách nhiệm của một người cha dù chỉ một ngày chưa? Ông có tư cách gì bắt con gọi ông là cha? Cậu cả, vừa rồi cậu còn, vừa rồi mẹ tôi đang trên bàn mổ, sống chết không rõ. Bây giờ mẹ tôi đã phẫu thuật thành công. Tôi không cần nhà họ Sở các người giúp đỡ nữa. Đợi mẹ tôi hoàn toàn bình phục, tôi sẽ đưa bà ấy rời đi. Mọi chuyện liên quan đến nhà họ Sở các người, tự giải quyết cho tốt. Sống chết không qua lại với nhau. Anh rể, anh thấy chưa? Tên nhóc này ngay cả trước mặt anh cũng dám như vậy, cô im miệng cho tôi. Con à, ta biết làm như vậy là bất công. Nhưng ta cầu xin con, bây giờ có thể để ta, có thể cho ta một cơ hội, để ta bù đắp tình cha con đã thiếu hụt suốt 20 năm qua không? Cho ta một cơ hội, để ta giải thích chuyện năm xưa. Cứ coi như nghe lão già ta làm nhảm vài câu. Không cần ông làm nhảm. Ta dựa vào cái gì mà phải nghe ông làm nhảm? Ông là ai, để ta nghe ông làm nhảm? Tiểu Cầm, bây giờ ta đi xem mẹ, giúp ta canh chừng, không cho phép ai vào, đặc biệt là bọn chúng. Được, vậy chúng ta không vào nữa, để hai mẹ con họ ở riêng đi. Mẹ, là con bất hiếu, con vô dụng. Năm đó khi cha bị hại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bây giờ con cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Mẹ yên tâm, dù là chuyện của cha năm đó hay là tất cả những chuyện xảy ra gần đây, con nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Tên Tôn Đức và Tôn Quỳnh, bọn chúng chỉ là kẻ ra tay. Con nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu. Con nhất định sẽ thay gia đình chúng ta báo thù. Cậu cả, Hiên Nhi, con có phải muốn đổi họ thành Sở không? Không vội, không vội, chỉ cần con chịu về nhà với ta, chúng ta từ từ nói chuyện, con có thể đồng ý. Hiên Nhi, con đừng nói một điều kiện, cho dù là 10, 100 điều kiện, cha cũng đồng ý với con. Đã đồng ý đổi họ thành Sở, vậy tài sản của nhà họ Sở, có phải cũng nên có phần của con không? Con không biết tài sản của nhà họ Sở lớn đến mức nào, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần một thứ. Được, chỉ cần con chịu mở miệng, ba đều cho con. Con muốn bộ phận phát triển bất động sản của Sở gia các người. Chỉ cần ngài đồng ý với tôi không chỉ có thể gọi ngài là ba, bây giờ tôi lập tức gọi ba của tôi. Cái này không vội. Chỉ cần con chịu nhận ba này. Tề Tam, sắp xếp một chút. Đại thiếu gia của Sở gia chúng ta đã trở về. Tối nay tổ chức tiệc mừng. Không cần đâu. Có thời gian đó, chi bằng đưa tôi đến công ty bất động sản trước. Được, đều nghe theo con. Tề Tam, lập tức đưa đại thiếu gia đến công ty bất động sản. Thông báo cho các quản lý cấp cao của công ty bất động sản. Sau này lời của Hiên Nhi ta chính là thánh chỉ. Ai phản đối cũng vô dụng. Bao gồm cả tôi. Rõ. Lão gia, chúng ta đi thôi. Lão gia tử, ngài có biết cha mẹ nuôi của đại thiếu gia bị tập đoàn Hứa Thị hại chết không? Đại thiếu gia lúc này lại muốn tiếp quản công ty bất động sản. Rõ ràng là muốn mượn sức mạnh của công ty để báo thù cho cha mẹ. Ngài đồng ý với cách làm của đại thiếu gia sao? Đương nhiên ta không tán thành. Ta cũng không thể để con trai ta mạo hiểm. Nó là con trai của Sở Nguyệt Huy ta, dám bắt nạt con trai ta. Ta không thể để nó một mình đơn độc đi đối đầu. Đi theo sát nó. Nếu xảy ra chuyện đại thiếu gia không giải quyết được, thì dùng toàn bộ lực lượng của Sở gia để giúp đại thiếu gia giải quyết. Vâng. Con trai, người ba vô trách nhiệm này đã bỏ lỡ 20 năm đầu đời của con. Những ngày tháng sau này, chẳng sợ con lật đổ cả cái trời này, ba sẽ chống đỡ cho con.
nghe nói chưa, công ty chúng ta bị đại thiếu gia mới đến tiếp quản rồi. Đại thiếu gia gì? Chỉ là một tên xuất thân thấp kém, lang thang đầu đường xó chợ, bỏ đi cái danh con cháu dòng chính đó, hắn chẳng là cái thá gì. Tôi nói này, lão Ngô, tôi biết ông là người của nhị thiếu gia. Nhưng bây giờ nhị thiếu gia không có ở đây, gấp gáp thể hiện lòng trung thành làm gì, khốn kiếp, lão tử là vì công ty. Hắn là một tên nhà quê biết quản lý công ty thế nào? Đừng nói là bây giờ. Cho dù lát nữa tên đại thiếu gia kia có đến, lão tử vẫn nói câu đó. Hắn không xứng. Đại thiếu gia đến. Con trai. Vị này là đại thiếu gia của Sở gia chúng ta, Sở Vân Hiên. Các vị sao lại không có phản ứng gì? Tứ ca, tôi phản đối anh tiếp quản công ty bất động sản. Đại thiếu gia này cậu không quen. Đã không nhận thì không có tư cách ở lại đây. Tề Tam, bây giờ lập tức đuổi việc hắn cho tôi. Sở Minh Hiên, cậu là cái thá gì? Dám đuổi việc tôi chỉ bằng một câu nói, tôi là nhân viên kỳ cựu của công ty, cho dù nhị thiếu gia đến đây cũng phải cung kính với tôi. Hình như ông chưa hiểu rõ tình hình thì phải. Bây giờ nơi này, lời tôi nói mới tính, không phải tên nhị thiếu gia chó má trong miệng ông nói là được. Số tiền này ông cầm lấy, lát nữa đi khám bác sĩ đi, tôi không bệnh. Đi khám bác sĩ gì chứ? Đồ điên, mau đi đi. Bây giờ, làm theo những gì tôi nói. Ai tán thành? Ai phản đối? Tôi tán thành, tôi cũng tán thành, chúng tôi cũng tán thành. Vì mọi người đều đồng ý. Vậy chúng ta nói chuyện. Dự án này, tôi đã điều tra qua, triển vọng rất tốt. Hơn nữa Sở thị tập đoàn chúng ta có nguồn vốn dồi dào. Tại sao đến thời khắc quan trọng lại từ bỏ? Phải cho tôi một lời giải thích. Đại thiếu gia, ngài mới tiếp quản công ty, có vài chuyện ngài không biết. Dự án phát triển này không phải có tiền là làm được, có vài chuyện tôi quả thật không hiểu rõ lắm. Cho nên tôi cần ông cho tôi một lời giải thích. Là thế này, đại thiếu gia, dự án Mão Thôn này vừa được đấu thầu, đã thu hút rất nhiều công ty có thực lực. Sau vài vòng cạnh tranh, chỉ còn lại chúng ta và tập đoàn Hứa Thị. Hai công ty cùng đấu thầu, vậy tại sao lại từ bỏ? Rồng mạnh không địch nổi rắn địa phương mà. Tuy rằng chúng ta có tài sản hùng hậu, nhưng Hứa Thị tập đoàn là doanh nghiệp địa phương. Nếu chúng ta cưỡng ép lấy dự án này, một khi Hứa Thị tập đoàn sử dụng thủ đoạn đặc biệt phá hoại thi công, thì dự án này khả năng cao sẽ bị bỏ dở. Chúng ta sẽ mất cả chỉ lẫn trài. Vâng thưa cậu cả, một tên Tề Hiên, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng chúng ta làm ăn là vì lợi ích. Dự án ở Vịnh Minh Châu, chúng ta đang kiếm tiền, nhưng vì một tên Tề Hiên, chúng ta đã đầu tư vào đó rất nhiều, được không bù lại mất. Vậy nếu tôi nói dự án này tôi nhất định phải lấy. Cậu cả, không được. Thật sự là được không bù lại mất. Đúng vậy, được không bù mất. Cậu cả, vừa rồi chúng ta đã nói rất rõ ràng. Ở công ty địa ốc này, tôi là người quyết định. Nếu các người phản đối, bây giờ có thể ra ngoài. Nhưng nếu các người ở lại, sau này các người có bất cứ khó khăn gì cứ việc mở miệng. Tôi nhất định sẽ báo đáp gấp trăm lần. Tôi cho các người 5 giây để suy nghĩ. 5 giây. 4. 3. 2. 1. Đã không ai phản đối. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Cậu cả, hừ. Lúc này dự án đã được đấu thầu và đã bắt đầu thi công rồi, lúc này mà giành lại. Khó lắm. Khó sao? Tôi thấy không khó chút nào. Cậu cả, có cách nào tốt? Rất đơn giản. Chỉ cần cho tập đoàn Hứa Thị biến mất, thì dự án ở Mãng Thôn và tập đoàn Hứa Thị đều là của chúng ta. Cậu cả, đây là muốn toàn diện khai chiến với tập đoàn Hứa Thị sao? Tập đoàn Hứa Thị vừa mới giành được dự án ở Mãng Thôn, bây giờ đang rất mạnh. Nghe nói tối nay còn tổ chức tiệc mừng, chuẩn bị kết nối với các nhà tư bản địa phương. Nếu tùy tiện khai chiến, e rằng khó mà thu dọn tàn cuộc. Không bằng chúng ta thương lượng với họ trước, xem có thể hợp tác phát triển không. Không cần thiết. Chuyện này tôi là thông báo cho các người, chứ không phải thương lượng. Cậu cả, cậu làm như vậy có phần quá cực đoan. Tôi không có ý kiến gì với cá nhân cậu, nhưng tôi phản đối quyết định cực đoan này của cậu. Đúng thế cậu cả, quyết định này của chúng ta, ông cụ có biết không? Ông chủ đương nhiên biết, Vũ Văn, cô ấy không phải vẫn luôn bên cạnh ông cụ sao, sao lại đột nhiên ở đây? Cậu cả, theo lệnh của ông chủ, tôi đến truyền đạt một câu, bây giờ ở công ty địa ốc, lời của cậu chính là thánh chỉ, bất cứ ai cũng không được trái lệnh, bao gồm cả chính ông chủ.
mọi người ở đây đều là quản lý cấp cao của công ty, chắc hẳn hiểu ý nghĩa lời nói của tôi. Tôi hy vọng các vị vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của cậu cả, hoàn thành nhiệm vụ. Nhà họ Sở chúng ta đã như vậy. Vậy tôi tán thành, tôi cũng tán thành. Tập đoàn Hứa Thị, lũ chó má đó, làm việc không nể năng gì cả. Cậu cả, cậu bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm cái đó, làm thịt bọn chúng. Đúng, làm thịt bọn chúng. Tôi, Tề Hiên, trước tiên cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi biết rất nhiều người trong số các vị tán thành, không phải vì nể mặt tôi, Tề Hiên, mà là vì nhà họ Sở. Nếu các vị chịu giúp tôi việc này, sau này các vị có chuyện gì, cứ việc mở miệng, tôi nhất định không quên ơn ngày hôm nay. Nói lại lần nữa, công ty địa ốc bây giờ là của cậu, chúng tôi nghe theo cậu là điều đương nhiên. Xin cậu ra lệnh. Đúng, ra lệnh, ra lệnh. Mọi người, tôi hy vọng dưới sự lãnh đạo của Tần Tổng, thu hồi tất cả các dự án, thu hồi vốn, và điều tra tất cả thông tin của tập đoàn Hứa Thị ở Mãng Thôn. Tôi hy vọng chúng ta tập trung toàn diện, đả kích tập đoàn Hứa Thị vô điều kiện. Cho dù tổn thất 800, cũng phải tiêu diệt 1.000 địch. Rõ, vừa rồi anh nói tập đoàn Hứa Thị đang tổ chức tiệc mừng. Đúng vậy, địa điểm là ở khách sạn Đông Hoàng. Hơn nữa, để sỉ nhục chúng ta, họ còn cố tình gửi cho tôi một tấm thiệp mời. Đã muốn tự rước lấy nhục, vậy tôi đành phải nhận vậy. Cậu cả, tập đoàn Hứa Thị tuy không phải là rồng cũng là hổ. Quân tử không ngại bước qua bức tường sắp sụp, hãy để tôi đi cùng cậu. Được rồi, đừng đi nữa, giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe lăn. Đừng quên, là tập đoàn Hứa Thị đã hại tôi thành ra thế này, còn làm tôi bị thương một chân. Tôi hiểu rồi, cậu cả, tôi lập tức đi chuẩn bị xe lăn, tiện thể đưa bao ca về cùng cậu. Cung tiễn cậu cả. Mọi người, cậu cả đã nói rất rõ ràng, bắt đầu đi. Rõ. Chúc mừng Chủ tịch Hứa. Chúc mừng tiểu thư Hứa giành được dự án địa ốc ở Mãng Thôn, lần này tập đoàn Hứa Thị sẽ bay cao. Đúng vậy. Sau này, tập đoàn Hứa Thị không thể quên chúng tôi, những người bạn cũ này, chắc chắn không quên. Dự án ở Mãng Thôn, có tiền, mọi người cùng kiếm. Ha ha ha. Điều đáng tiếc duy nhất là đám người của công ty địa ốc Sở Thị. Lúc trước là bọn chúng tranh giành với chúng ta, bây giờ, chỉ có thể nhìn chúng ta ăn thịt. Thắng bại là chuyện thường tình. Thực lực của chúng ta hiện tại còn chưa thể đối đầu với nhà họ Sở. Lần này chúng ta may mắn thắng một lần, nhưng tôi tin, sẽ có một ngày, chúng ta nhất định có thể vượt qua nhà họ Sở. Chủ tịch nói chí phải. Tên nào không biết điều dám đến tập đoàn Hứa Thị chúng ta gây rối, ta. Hôm nay là ngày gì vậy, nhà ai có tang sao, vốn là tiệc mừng của tập đoàn Hứa Thị, sao, thật là không biết điều, hôm nay có trò hay để xem rồi. Chủ tịch tập đoàn Hứa Thị, Hứa Hùng. Tổng giám đốc, Hứa Gia Văn, đi ra đây cho ta. Nhóc con, đồ không biết điều, dám đến tập đoàn Hứa Thị của tôi gây sự. Còn dám gọi thẳng tên ba tôi và tiểu thư. Muốn chết, người đâu? Bảo vệ đâu? Bảo vệ đều chết hết rồi sao? Nói đúng lắm, bọn họ quả thật đã là người chết rồi. Ngươi lại là, ngươi cầm miệng. Hắn chính là con cháu dòng chính mới của Sở gia. Đinh gia, Đinh gia, ngài xem, ngài đại giá quang lâm, sao lại không báo trước một tiếng, để tôi tiếp đãi ngài Sở đáo. Hừ, tiếp đãi ta, đại thiếu gia của Sở gia hạ mình đến, chỗ rách nát này của ngươi tham dự tiệc mừng. Vừa gặp mặt đã bị đánh, bị mắng, đây chính là cách tiếp đãi của ngươi sao? Đại thiếu gia, Đinh gia, tôi không thấy đại thiếu gia nào cả, là ngươi mù. Thiếu gia, thiếu gia, nghe nói đại thiếu gia của Sở gia mất tích nhiều năm, vừa mới trở về, hôm nay thật sự là đến gây sự, chắc là Sở gia trách tội tập đoàn Hứa Thị, cướp mất dự án Mãng Thôn của bọn họ. Đại thiếu gia của Sở gia này là đến để hỏi tội. Sở thiếu, hóa ra ngài là Sở đại thiếu a, à, vừa rồi là chúng tôi không biết thân phận của ngài a, à, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a, à, ngươi chính là Hứa Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hứa Thị a, à, đúng, đúng. Lại đây, ai? Ba làm gì vậy? Con gái ngoan, ba không sao. Sở đại thiếu là người thừa kế của Sở gia. Hắn đánh ta, là vinh hạnh của ta. Ha ha ha. Vừa rồi ngươi nói gì? Nói ta ỷ vào gia thế bắt nạt ngươi. Đồ không có mắt. Tôi đã nói là hiểu lầm. Ngươi còn dám đổ oan cho ta. Thật sự là. Nhóc con, bị ma nhập rồi sao? Vừa lên đã tát hai cái. Hôm nay Sở thiếu gia thật sự là đến gây sự. Hứa gia này cũng coi như là một bá chủ một phương, luôn làm nhiều điều ác. Nhưng với chút thực lực này của bọn họ, trước mặt Sở gia căn bản không đáng để vào mắt. Tề Hiên, dự án Mãng Thôn này là Sở gia các người từ bỏ trước. Chúng tôi giành trước là cạnh tranh thương mại bình thường. Các người làm ăn không bằng chúng tôi, đến đây gây sự có phải là quá vô lý không? Nói ta gây sự sao? Lại đây, mở to mắt ra nhìn cho rõ. Đây là thiệp mời của Hứa Thị các ngươi gửi cho ta. Ta là cầm thiệp mời quang minh chính đại bước vào đây. Ấy, sao nhà chúng ta lại có thiệp mời? Con gái ngoan của ta đưa sao?
lúc đầu con nói giành được dự án Mãng Thôn là vì muốn chèn ép Sở gia, nhất định phải để người của Sở gia đến dự, để bọn họ chút giận, cho nên mới gửi thiệp mời cho Sở gia. Ta, được rồi, hai cái tát này ta nhận. Vẫn là nghĩ cách xoa dịu Sở gia trước đi, lửa giận của Sở gia không phải chúng ta có thể gánh nổi. Ai, bọn họ đánh như vậy, sao ba lại nhận? Gia Vi, thương trường như chiến trường, thực lực không bằng người ta, chỉ có thể nuốt răng nuốt máu vào bụng. Hôm nay, cái tát này, không nhận cũng phải nhận. Có cơ hội thì từ từ đòi lại. Sở đại thiếu, nếu ngài đã đến dự tiệc, mời ngài ngồi ghế chủ tọa. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, thế nào? Ăn cơm, ăn cơm. Được. Nhưng chúng ta phải giải quyết ân oán trước đã. Sở đại thiếu nói tới là dự án Mãng Thôn sao? Nếu Sở gia có hứng thú với dự án này, tập đoàn Hứa Thị chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng Sở gia để phát triển. Sở gia ta là thân phận gì? Các ngươi lại là cái thá gì? Cùng Sở gia ta hợp tác phát triển. Hứa Hùng, ta cho ngươi 30 giây. Ký tên vào văn kiện này. Nhà dự án Mãng Thôn ra cho ta. Không thể nào. Dự án này là do ta vất vả lắm mới giành được. Ngươi nói nhà là nhà. Đùa cái gì vậy? Còn 20 giây. Ba, đừng cầu xin bọn họ. Ta không tin Sở gia có thể một tay che trời. Ai ra, giả vờ giả vịt. Hôm nay trừ khi ngươi giết ta. Nếu không, đừng hòng lấy được. Hết giờ. Nếu các ngươi không muốn, thì đừng khách khí nữa. Tề Tam, thiếu gia, lập tức ra tay với tập đoàn Hứa Thị. Vâng. Hứa gia, chuẩn bị nghênh đón diệt vong. Cái gì? Hứa gia xảy ra chuyện rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Điều tra, lập tức điều tra cho ta, cậu rốt cuộc đã làm gì chúng tôi? Làm. Nghe điện thoại đi, mọi người đều biết. Ai, tôi là Hứa Quỳnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ tịch, Sở gia không biết phát điên cái gì, vừa rồi, phát động tấn công toàn diện vào chúng ta, không tiếc bất cứ giá nào, sản nghiệp của chúng ta liên tiếp thất bại, chỉ trong vài phút, đã có dấu hiệu sụp đổ, phá sản. Đồ điên, thật sự là đồ điên. Vì một dự án Mãng Thôn, đáng giá sao? Không sai. Ngươi có biết không? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tổn thất của hai nhà chúng ta cộng lại có thể bằng 10 dự án Mãng Thôn. Ngươi làm vậy có ích lợi gì? Ta thích, ngươi quản được sao? Các ngươi còn một cơ hội cuối cùng, ký tên vào văn kiện. Ký. Ta ký. Ta ký ngay đây. Sở thiếu, lần này ngài hài lòng rồi chứ? Có thể bảo họ dừng tay được rồi chứ? Chuyện này coi như đã giải quyết, nhưng ân oán cá nhân của chúng ta cũng nên tính sổ. Đưa người lên đây cho ta. Hứa tổng, tiểu thư, cứu tôi. Ha ha, tiểu thư nhà ngươi quan tâm tên đàn ông này như vậy. Ngươi có biết, tiểu thư Hứa này cùng tên bao ca kia có gian tình. Dù sao cũng là tiểu thư, sao lại dây dưa không rõ ràng với tên lưu manh đầu đường xó chợ. Hừ, xuất thân của nhà họ Hứa vốn đã không trong sạch, còn thích ra ngoài lêu lổng, đây gọi là ngư tầm ngư, mã tầm mã. Hứa huynh, hắn ta là người của ngươi. Đúng vậy, là người của ta. Sở đại thiếu, đây là chuyện gì? Là người của ngươi là được, hắn ta là do ta làm bị thương. Là ngươi làm bao ca bị thương. Đúng vậy, là ta làm. Các ngươi, nhà họ Hứa và tên tự xưng là bao ca này, làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy. Bây giờ quả báo đến rồi. Chịu không nổi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không gọi là Sở Minh Hiên, ta gọi là Tề Hiên, ta là người của Mãng Thôn, tên tự xưng là bao ca này đã phá hủy nhà của ta, còn khiến mẹ ta phải nhập viện đến giờ, sống chết không rõ. Hôm nay ta đưa hắn đến đây là để đòi lại công bằng, không ai nói gì đúng không? Vậy ta tự mình làm. Ngươi làm gì? Ngươi dám động đến người của nhà họ Hứa ta? Ta động vào tên chó má nhà ngươi thì sao? Bao ca. À, mẹ nó. Đáng đời. Có một tên bao ca phá hủy nhà ngươi, ta nói cho ngươi biết, là ta sắp xếp. Còn cả cha nuôi của ngươi, là ta giết. Bây giờ ta muốn giết ngươi. Tìm chết. Con gái, cẩn thận. Giết. Cha. Cha. Tiểu thư Hứa, xong rồi, chuyện này hoàn toàn náo loạn rồi. Tiểu thư Hứa tuy không thành thật, nhưng cô ấy rất hiếu thuận với cha. Nhà họ Hứa và nhà họ Sở sẽ không đội trời chung. Giết ngươi. Người đâu? Giết hết bọn chúng cho ta. Một tên cũng không tha. Đốt sạch nhà chúng cho ta.
Người đâu? Người đâu? Người đâu? Ngươi dám đánh Hứa Gia Văn? Ngươi là cái thá gì? Mọi người ở đây, ai mà không biết thân phận địa vị của nhà họ Sở ta? Lại có ai không biết hậu quả của việc đắc tội với người nhà họ Sở? Bắt hắn ta lại cho ta. Đưa đến thị trấn Mãng Thôn, ta muốn xử tử hắn ta trước công chúng. Chờ đã, các người không thể giết tôi, các người có biết mẹ tôi là ai không? Mẹ của cô ấy cũng, bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe thông tin về mẹ của tiểu thư Hứa, chẳng lẽ là nhân vật lớn nào sao? Đương nhiên, mẹ tôi chính là thư ký trưởng của Thương Minh Trung Hạ, chỉ có mình tôi là con gái, bà ấy nhất định sẽ không bỏ qua. Người đâu? Mau thả người. Cô gái, cái Thương Minh Trung Hạ này rất lợi hại sao? Cậu cả, Thương Minh Trung Hạ là liên minh thương mại được thành lập bởi một vài gia tộc hào môn đỉnh cao nhất ở thành phố này, thành viên của Thương Minh đều là nhân vật tai to mặt lớn, ông cụ hiện là nhân vật số 2 của Thương Minh, phó minh chủ đương nhiệm, mà nhân vật số 3 của Thương Minh chính là thư ký trưởng đương nhiệm. Đúng vậy, mẹ tôi chính là Mạnh Ca. Năm đó cha tôi ở rể bị gia tộc coi thường, lạnh nhạt với tôi. Tôi mới đến tập đoàn Hứa Thị ở thành phố này. Nếu mẹ tôi biết tôi chết, nhất định sẽ không bỏ qua. Ha ha. Cô à, cô đừng nói mẹ cô là thư ký trưởng. Cho dù mẹ cô là vương mẫu nương nương, hôm nay cô cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ta nói cho người biết, Tề Hiên ta đã nhận định ngươi là kẻ thù. Trừ phi ta chết, nếu không đừng hòng có ai cứu được. Đưa cô ta đi, đưa đến di chỉ của Mãng Thôn. Rõ. Thả ta ra, thả ta ra. Mẹ ta mà biết, sẽ không tha cho các ngươi. Cậu cả hôm nay làm việc, thật có phong cách điên cuồng của ông chủ năm đó. Chỉ là đám nhà quê, tha cho ta chỉ muốn đòi lại công bằng. Ta không muốn giống như Sở Nguyệt Huy, bỏ rơi con trai mình mấy chục năm. Nhị thiếu gia, là điện thoại của Trịnh thiếu gia. Cái gì? Thương Minh. Hứa Gia Văn vừa bị đưa đi, Thương Minh đã tìm đến, nhanh như vậy sao? Xem ra có người ở đây mật báo cho họ. Bây giờ cậu định làm gì? Ta đã nói rồi, không ai cản được. Ai? Ngươi chính là vị đại thiếu gia mới được tìm về của nhà họ Sở. Sở Minh Hiên phải không? Là ta, còn ngươi? Ngươi chính là Hứa Gia Văn, tên vô lại gây họa khắp nơi. Ta là Đặng Ca, thư ký trưởng của Thương Minh Trung Hạ. Ta cũng không nói nhảm với ngươi. Ngươi đã xử lý tên vô dụng Hứa huynh kia rồi. Còn Gia Văn, nể mặt ta. Điều kiện tùy ngươi đưa ra. Xin lỗi, không thể làm theo. Ngươi đừng quá đáng. Tuy rằng cậu là đại thiếu gia của Sở gia, nhưng cậu vẫn là hậu bối. Tôi là Mạnh Đặng Ca, thư ký trưởng của Thương hội Trung Hạ. Nắm quyền lực trong tay, tôi khuyên cậu nên cẩn thận. Hay cho một thư ký trưởng, hay cho một đại thần. Tôi nói cho bà biết, tôi nể mặt bà, nên mới không ngăn cản. Bây giờ tôi đã đưa Hứa Gia Văn đến lò mổ rồi. Hôm nay, có cô ta thì không có tôi. Tôi nói, cậu sẽ thế nào? Cậu. Tề Hiên, tôi và cậu thề không đội trời chung. Không được. Nói gì? Nói, Tề Hiên chẳng qua là đứa con hoang mới tìm về của Sở gia. Dựa vào đâu mà đối đầu với tôi? Không được, Tề Hiên muốn hại Gia Văn, tôi phải đi tìm cô của hắn. Đi thôi, Sở Minh Hiên quá nhiều tai mắt. Ngài vừa động, Sở gia nhất định sẽ phát hiện, để tôi đi thay ngài. Thân phận hiện tại của Tề Hiên là đại thiếu gia của Sở gia, không phải người mà ngài có thể đối phó. Cái này, nếu hắn không phải đại thiếu gia của Sở gia, ý ngài là, vì Tề Hiên đã lang thang bên ngoài 20 năm, vậy có phải là nói, thật ra người biết Tề Hiên là đại thiếu gia của Sở gia, không nhiều. Đương nhiên, chúng ta chưa từng nghe nói, Sở gia có một đại thiếu gia thất lạc bên ngoài. Sở Nguyệt Huy già cả bệnh tật cũng chưa từng nhắc đến. Vậy thì, tại sao chúng ta không biến hắn thành đại thiếu gia giả mạo? Ý ngài là, thừa dịp Sở Nguyệt Huy già cả, không xuất hiện. Chúng ta liên thủ với Sở Chí phủ nhận thân phận đại thiếu gia của Tề Hiên. Sau đó nhanh chóng, giết chết Tề Hiên. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm. Sở Nguyệt Huy dù sao cũng còn một đứa con trai khác, sẽ không liều mạng với ngài. Tốt, cứ làm như vậy. Nhóc con, anh và Mạnh thư ký trưởng sẽ không sao. Yên tâm đi, tôi làm việc có chừng mực. Sở Chí, tập hợp tất cả mọi người của Sở gia theo dõi lò mổ. Chỉ cần Mạnh Ca vừa xuất hiện, không, chỉ cần có người bị thương, lập tức bắt giữ, cho dù xảy ra chuyện gì. Đại thiếu gia, có phải anh hơi điên rồi không? Anh mới vừa trở về gia tộc, đã đối đầu với Mạnh thư ký trưởng, sau này còn làm ăn thế nào? Tôi chính là muốn cho tất cả mọi người biết, đắc tội với Tề Hiên tôi, có lẽ còn có đường sống. Nhưng làm tổn thương người nhà của tôi nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá bằng mạng sống. Vâng, rất nhiều người dân Mãng Thôn bị tập đoàn Hứa Thị dùng tiền bạc dụ dỗ, uy hiếp, cưỡng chế phá dỡ nhà cửa, bây giờ cũng không còn nhà để về. Nghe nói đại thiếu gia muốn trừng trị Hứa Gia Văn, bọn họ không cần một xu,
cũng ào ào đến vây xem, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến Hứa Gia Văn, ác giả ác báo. Báo thù cho cha mẹ là chuyện đương nhiên. Nhưng vẫn chưa đủ. Phải đợi đến khi Hứa Gia Văn bị trừng trị thích đáng, mới coi như báo thù thành công. Đi thôi, cảm ơn đại thiếu gia giúp chúng tôi báo thù. Ba, đánh đi, chờ tôi, Hứa Gia Văn, ra ngoài, ai giết tôi, kẻ đó phải chết, là mày, mày, hay là mày, ai dám bắt ta, tao. Tề, Tề Hiên, Hứa Gia Văn, mày làm nhiều điều ác, hôm nay, cho dù ông trời không thu mày, tao cũng thu. Lại cho mày thêm chút thời gian, mẹ tao là thư ký trưởng của thương hội. Tao chết, tao sẽ kéo tất cả các người chôn cùng. Thương hội gì? Đây chính là thế lực có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Hạ. Hứa công tử, loại đại nhân vật này sợ rằng chết cũng không biết mình chết như thế nào. Xong rồi, trời sắp sập rồi a, có ta ở đây. Không cần, cậu muốn cứng đối cứng với Mạnh thư ký trưởng. Cứng đối cứng thì sao? Cậu nghĩ cậu có bối cảnh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Vậy còn công bằng giữa người với người sao? Cái gì chứ, ta khinh. Sinh ra đã đứng trên đỉnh núi, mọi chuyện như ý muốn là đặc quyền của ta. Ai dám giết ngươi, kẻ đó phải chết. Các ngươi chỉ là một lũ mù. Bắt nạt các ngươi, bóc lột các ngươi là vinh hạnh của các ngươi. Vậy hôm nay xem thử, các ngươi có thể sống sót bước ra khỏi đây không? Ngươi là ai? Lý thư ký. Tại hạ Lý Nhân Giang, phụ mệnh Mạnh thư ký trưởng đến cầu xin. Cầu xin, bọn họ cũng là người của thương hội. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ta xem ai dám. Tần Tư, tuy rằng cô là con cháu dòng chính của Sở gia, nhưng trước mặt thương hội, khi ta, Tề Hiên, ta muốn bắt cô ta. Ai dám động vào? Sỉ nhục đại thiếu gia. Tự sát đi. Tề Hiên không phải đại thiếu gia của Sở gia, các người đều bị hắn lừa rồi. Hắn chỉ là kẻ giả mạo. Ngươi nói cái gì? Giả mạo? Ngu xuẩn. Ngươi vì cứu Hứa gia mà dám vu khống đại thiếu gia, có phải là chán sống rồi không? Kẻ to gan chính là các ngươi. Ta không biết chuyện này là do ai bày mưu tính kế, nhưng dù là ngươi hay là các ngươi dám mạo nhận thân phận đại thiếu gia của Sở gia, chỉ có chết. Nói bậy, chỉ bằng vài câu nói của ngươi mà dám nói anh trai ta mạo nhận đại thiếu gia của Sở gia, ngươi có chứng cứ không? Đúng vậy, không có chứng cứ, lấy chứng cứ ra. Câm miệng. Muốn chứng cứ sao? Được, cho các ngươi xem chứng cứ của ta. Nhị thiếu gia, Trần tiểu thư, nên ra rồi chứ? Ta xem kịch đã lâu rồi. Tề Hiên, chuyện tốt của cậu sao lại đến đây rồi? Hai người, có ý gì? Cậu còn mặt mũi hỏi chúng tôi có ý gì? Dám mạo nhận đại thiếu gia của Sở gia ta. Ta thấy cậu chán sống rồi. Lần này tôi đến đây, chính là giúp Lý thư ký phân biệt thật giả. Các ngươi dám phản bội lão gia tử? Nói bậy, lần này hắn chỉ là một tên dân đen, tao mới là đại thiếu gia của Sở gia. Bây giờ mày nghe lời hắn mà không nghe lời tao, là muốn tạo phản sao? Nhị thiếu gia, cậu có biết mình đang nói gì không? Đại thiếu gia chính là ông chủ dặn tôi đích thân đến mời, các người cũng đã gặp mặt, kết nghĩa anh em. Bây giờ lại trở mặt không nhận người, ý gì đây? Tần Tứ, não bị uống nước rồi sao? Từ đầu đến cuối, chúng ta không nhận được bất cứ tin tức gì từ ông chủ. Cha ta căn bản không có ý này. Cái gì? Vậy là đại thiếu gia là giả mạo, lại là giả mạo. Sao có thể như vậy được? Tiên sinh, ngài là do cha tôi, một tay cất nhắc, Tần Tứ, vốn nên trung thành với cha tôi, bây giờ lại nghe lời tên vô dụng này. Trong mắt ngươi còn có cha ta sao? Tề Hiên, cho dù ngươi có giỏi giang đến đâu, giả mạo chính là giả mạo. Ngươi có diễn giỏi đến đâu, cũng không thể trở thành thiếu gia thật sự. Đúng vậy, giả mạo đại thiếu gia nhà họ Sở, còn dám đối đầu với Thương Minh hội, thật là không biết sống chết. Không thể nào, anh trai tôi sẽ không gạt tôi. Anh ấy chính là đại thiếu gia của nhà họ Sở, còn ngươi rõ ràng là cùng một bọn với họ, ngươi lại dám vu oan cho anh trai tôi, ta vu oan cho các ngươi thì sao? Còn chờ gì nữa? Giết, giết hết bọn chúng cho ta, hôm nay ai cũng không động được đến họ. Ngươi thật sự chán sống rồi. Lý thư ký, dù sao ông ấy cũng là tâm phúc của ông chủ nhà chúng ta, cứ chặn ở đây, ta khó mà ra tay. Mạnh thư ký trưởng đang trên đường đến đây, cho dù hôm nay các ngươi có lật trời,
ông ấy cũng có thể xoay chuyển tình thế. Cái gì? Mạnh thư ký trưởng đích thân đến. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ làm tới cùng. Hôm nay ai dám cản ta, Sở Minh Hiên chính là kẻ thù của nhà họ Sở ta. Anh, Hứa Gia Văn, hại nhà ta tan cửa nát nhà, giữ hắn ta lại sớm muộn cũng là mối họa. Cẩn thận. Ta đã nói rồi, hôm nay hắn ta không thể sống sót rời khỏi đây. Cảm ơn, ngươi thấy chưa? Tất cả mọi người đều đứng về phía ta. Ngươi là do một tên câm điếc nuôi lớn, chính là đồ vô dụng. Tề Hiên, ngươi là đàn ông, hôm nay ngươi giết ta đi. Ngươi dám không? Ngươi không dám. Tiểu thư, tiểu thư. Tốt. Tốt. Đánh hay lắm, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Xong rồi, lần này nhà họ Sở chúng ta thật sự bị hắn ta hại chết rồi. Các ngươi im miệng cho ta. Gia Văn, Gia Văn. Nhanh, nhanh đưa tiểu thư đến bệnh viện. Nhanh, nhanh, nhanh. Mạnh ca, ngươi thật sự dám đến. Các ngươi, là ai đã làm con gái ta bị thương? Là ta. Cha ta chính là gia chủ Sở gia, Tề Hiên, mọi chuyện đều do hắn ta gây ra, ngay cả Hứa Hùng. Đúng vậy, là ta làm. Hứa Hùng và con gái yêu quý của ngươi làm nhiều chuyện ác. Đây đều là những gì bọn chúng đáng phải nhận. Cho dù làm lại một lần, 10 lần, 100 lần, ta cũng không hối hận. Nói hay lắm. Điên rồi, ta là thư ký trưởng, ác nhân không trừ, thế đạo khó yên. Yên tâm. Ta, Tề Hiên, một mình làm, một mình chịu, cho dù trời có sập xuống cũng do ta gánh vác. Các ngươi thật sự cho rằng ta không thể làm gì các ngươi sao? Đương nhiên không thể làm gì. Cha. Anh rể, cha. Sao cha lại đến đây? Làm chuyện tốt. Ngươi đến là được. Những chuyện này đều do đứa con trai tốt của ngươi gây ra. Ngươi tự xử lý đi. Vẫn là trước tiên xử lý tên Tề Hiên kia đi, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Sở Nguyệt Huy, ông muốn làm gì? Ngươi còn mặt mũi hỏi ta? Nếu không phải Tần Tứ bí mật báo tin cho ta, ta còn không biết cô cùng tên con trai vô dụng kia của ta giả mạo thân phận của con trai cả ta. Cô thật đáng chết. Sở Nguyệt Huy, ta động vào con trai ngươi thì sao? Ta là thư ký trưởng của Thương Minh. Mù mắt chó của ngươi rồi. Trước khi đến đây, ta đã thông qua hội nghị trực tuyến hủy bỏ chức phó minh chủ của ngươi rồi. Mạnh ca, ngươi cứ chờ bị thanh toán đi. Cái gì? Ta bị phế rồi sao? Lại tự đánh giá cao bản thân. Sở lão gia, tôi là bị Mạnh ca ép buộc. Tôi thật sự không liên quan gì đến chuyện này. Sở lão gia, hai người các ngươi tự cút đi. Đời này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Rõ. Các ngươi cũng giải tán đi. Còn ngươi, thật sự coi ta là người nhà, ta sẽ không giúp ngươi. Cha, xin cha tha cho con. Anh rể, anh đã hứa với chị gái tôi sẽ chăm sóc tôi. Con trai, chuyện hôm nay đều là do bọn chúng gây ra. Bọn chúng ép con. Con muốn làm gì, cha cũng nghe theo con. Được rồi, anh tha cho em. Minh Hiên, tôi đã nói rồi, tôi tên là Tề Hiên, không gọi là Minh Hiên. Mẹ nó không nhớ sao? Tề Hiên, tôi xin anh tha cho tôi. Được rồi, đây là chuyện của nhà họ Sở các ngươi. Ngươi tự xử lý đi. Vậy hai người các ngươi tự đi đến công ty con ở cảng Quản Tử. Không quay lại. Con trai. Lần này lại là cha không tốt. Cha xin lỗi con, nhưng có thể cho cha một cơ hội nữa không? Đúng vậy, đại thiếu gia. Dù sao ông ấy cũng là cha cậu. Để tình ông ấy thành tâm hối lỗi, thì tha thứ cho ông ấy một lần đi. Thiếu gia, anh tha thứ cho ông nội lần này đi. Anh, năm đó cũng không phải lỗi của ông ấy. Hay là anh tha thứ cho ông ấy đi. Được,
vậy tôi nể mặt em gái tôi. Tôi có thể về nhà họ Sở. Nhưng nhà họ Sở các người đừng có giở trò gì. Được, 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 sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt. Thật tốt quá. Anh, sau này chúng ta đều không sao rồi, mọi chuyện đều qua rồi. Các con đều là những đứa trẻ ngoan. Sau này, có cha ở đây, cha sẽ bảo vệ các con bình an. Hạnh phúc. Cuối cùng cũng yên ổn rồi, vậy chúng ta về nhà họ Sở trước đi. Ông chủ. Lần này, ông nhất định phải mở tiệc lớn. Để chào đón đại thiếu gia. Đại thiếu gia, sau khi cậu giành được dự án ở Mãng Thôn, ông chủ đã dặn tôi bỏ tiền mua lại Mãng Thôn. Sau đó, nhà họ Sở sẽ dốc toàn lực để xây dựng Mãng Thôn, lúc đó, nhà của cậu sẽ được xây dựng lại. Xây dựng lại Mãng Thôn, anh cứ nhận lấy đi. Cảm ơn. Alo. Cái gì? Anh, mẹ tỉnh rồi, đi, chúng ta mau đến bệnh viện thăm mẹ.